Trong tương lai, AI phát triển và robot bắt đầu chiếm những vị trí quan trọng trong cuộc sống, làm cả những việc nhiều não và những việc không cần não. Người ta bắt đầu biến hình dạng khuôn mặt để tạo ra những robot có vẻ ngoài trông giống con người. Giờ thì không cần 12 năm giáo dục bắt buộc để có một đô lệ cao cấp cho tới bạn nữa mà chúng ta đã có robot. Nhưng mà đám robot thấy thế là không ổn nên đã đánh một quả bom ở Los Angeles giết chết một triệu người. Và video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập. Để chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần định chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm. Vì sự nổi dậy của AI, phương Tây quyết định hủy diệt toàn bộ AI. Đám robot bị đẩy lùi về nơi cuối cùng, chấp nhận chúng một cách bình đẳng là Tân Á. Quân đội Mỹ thì không ngừng tấn công cho đến khi loại bỏ được AI. Tại một bờ biển thuộc Tân Á năm 2065, một đám đặc công tấn công bờ biển cùng vũ khí hiện đại nhất của loài người là phi thuyền Nomad. Ở trên bờ biển có một căn nhà gỗ cô đơn hơn cả phúc du trên sofa là nhà của đôi vợ chồng Joshua và Maya. Maya thì đang mang bầu con hai người. Bên tay phải của Maya có xăm ký hiệu mật mã Lyoko. Joshua thì là một cyborg. Thì cái là ông này có một tay một chân giả. Lúc này một đám robot ập vào trong nhà mang theo một tên đặc vụ loài người vào. Đám Maya chính là manh mối dẫn đến nhà khoa học bí ẩn lãnh đạo bọn robot là Nermada và cũng chính là mục tiêu của Nomad bây giờ. Lúc này Joshua mới lộ ra là gián điệp của quân đội châu Âu trong lúc Joshua cố gắng cứu tại đặc vụ kia thì Maya nghe thấy hết mọi chuyện. Joshua bất lực thuyết phục Maya từ bỏ robot mà theo phe loài người. "Bọn đấy không có thật, anh mới là thật, tình yêu của chúng ta mới là thật, con gái của chúng ta mới là thật." Không, vũ silicon của mẹ em còn thật hơn cái này. Trong lúc chúng ta được xem màn webu từ bỏ waifu thì một đám đặc vụ xông vào giữ Joshua lại, Maya thì bỏ chạy ra ngoài với đồng bọn, thế nhưng Nomad đã quét được kẻ thù và kẻ thù thì phải ăn bom. Sóng nhiệt từ vụ nổ thổi bay Joshua và đánh thức anh khỏi cơn ác mộng. Đã 5 năm trôi qua từ sự kiện này nhưng Joshua vẫn phải đi gặp bác sĩ để khám hàng ngày và kiểm tra xem là có nói dối để báo che cho Nomada hay không. Bây giờ thì Joshua làm công việc dọn dẹp trong vùng nhiễm phóng xạ của vụ nổ hạt nhân năm xưa, chủ yếu là lôi đám robot về nhà máy phân hủy. Chính vụ nổ này đã tước đi gia đình của xua nhưng mà cũng tạo động lực để anh làm gián điệp và quen với Maya. Tối hôm đấy khi mà Joshua đi bơi ở Ocean thì anh được tướng Andrew tìm đến để đề nghị hỗ trợ một nhiệm vụ mật. Nomada đã phát hiện một vũ khí cực mạnh có thể uy hiếp đến Nomad, họ cần phải phá hủy cái đấy ngay. Mà Joshua là người tiếp cận sâu nhất với tổ chức đó, thế nên anh là người phù hợp nhất để làm nhiệm vụ này. Joshua từ chối vì cái nhiệm vụ này đã đem đến quá nhiều đau thương rồi. Nếu muốn đau thương thêm thì anh sẽ nghe nhạc Mr. Siro. Cảm ơn nhưng mà quân đội bảo với anh là maya còn sống thế là joshua chấp nhận luôn tại vì mr siro thì cũng hay đấy nhưng mà chắc chắn là không hay bằng maya anh cùng những người khác được đưa tới vị trí của phòng thí nghiệm phe robot. Họ tấn công ngôi làng ở đó, đe dọa người dân để tìm ra cửa bí mật thông xuống lòng đất, bắn hạ toàn bộ người trong phòng thí nghiệm. Joshua thì không quan tâm đến sống chết của những người khác, chỉ chăm chăm đi tìm xem Maya có ở đấy không. Đám cảnh sát robot cũng ngay lập tức chạy đến. Một lính đặc nhiệm phụ trách cản chống lại bằng vũ khí hạng nặng. Đội bên trong thì đã tiếp cận được căn phòng trong đất giống nơi chứa vũ khí bí mật. Mà đội cảnh sát robot bên ngoài tiếp tục đến nên đội xâm nhập phải cử người ra bên ngoài phòng thủ chỉ còn lại một anh phá khóa và rót xua anh phá khóa ngay cầu cứu của đồng đội cũng chạy ra ngoài nốt Đúng lúc đấy, cánh cửa phòng bí mật mở ra, Joshua lập tức bước vào bên trong, sẵn sàng chiến đấu với một vũ khí hủy diệt nhưng mà hóa ra bên trong chỉ là một con robot nhỏ bé cái này để hủy diệt trái đất kiểu gì siêu quý nhiễu à đúng lúc đấy một nhân viên xuất hiện bắn một phát vào vai rót xua rồi lập tức bảo cô bé kia chạy trốn ra ngoài ngay ở bên trên cuộc đấu súng đang diễn ra khốc liệt giữa hai phe đội đặc nhiệm quyết định rút lui trên trực thăng rót xua cũng leo ra ngoài ra sức tìm maya và may mà không lên trực thăng tại vì nó dính bom phát nổ giữa không trung nomad cũng bắt đầu tiến hành thả bom tiêu diệt căn cứ đó một lần nữa sóng không khí từ vụ nổ thổi bay rót xua bất tỉnh sáng hôm sau anh tỉnh dậy bên cạnh bờ sông cô bé robot bất ngờ đứng đợi ngay cạnh đấy rót xua quay lại tìm đồng đội. Thực ra là đồng đội vẫn còn sống, chỉ là bị thương nặng thôi. xua đưa đồng đội trốn tạm vào một nhà dân để tránh né cảnh sát, mà cô bé kia cũng thản nhiên đi vào nhà xem tivi. Dù xua có tắt thì con bé từ xa chắp tay là bật được tivi lên. Con bé này có năng lực như là Magneto nhưng mà kiểu biết bật tivi. Lúc này chỉ huy nhiệm vụ liên lạc lại qua bộ đàm. Bà này châu phết rơi máy bay và vẫn khỏe điên. Joshua báo cáo lại là đã tìm thấy vũ khí hủy diệt và được yêu cầu phá hủy nó. Đúng lúc này, bà chỉ huy bị đám robot phát hiện và bắt lại cùng một đặc nhiệm khác. Quay lại căn nhà gỗ thì Joshua đang định phá hủy con bé thì nhìn thấy hình xăm của Maya được nó vẽ ra. Một tên robot nông dân bất ngờ xông vào nhà, đe dọa Joshua hạ vũ khí xuống. Tên robot này nhìn thấy con bé kia thì cực kỳ xúc động, tại vì trước giờ chả ai làm robot trẻ con cả. Joshua tìm cơ hội hạ gục con robot nó khi mà biết nó muốn tiêu diệt mình. Nhưng đối diện với đôi mày nhíu lại của cô bé kia, Joshua lúng túng giải thích là anh chỉ tắt nguồn con robot này Thôi, rồi lập tức quay sang hỏi tung tích của maya con bé bảo là đang ở điang điang Joshua nhìn thấy hy vọng liền dồn hỏi tiếp nhưng mà đám cảnh sát nghe thấy tiếng súng đã bao vây căn nhà Joshua lập tức lấy chiếc xe trong nhà rồi nài nỉ cô bé đi theo anh đám cảnh sát ném bom vào trong nhà thì bị con chó tha cũ ra trả lại chả hiểu bố nào làm cái lựu đạn nổ sau tận 10 giây cô bé cũng phối hợp khởi động xe nhờ năng lực để Joshua chạy trốn khỏi vòng vây trong lúc đó thì chỉ huy cùng tên đặc vụ đã tìm được sơ hở để xiết cổ con robot <laughs> chắc là để nó ngạt thở và cướp súng nữa cuối cùng thì là cướp được hẳn cả cái xe cảnh sát ở bên kia thì chiếc xe của xua đã hết năng lượng tay đồng đội kia thì đã tèo Joshua đánh vẫy một chiếc xe đi ngang qua để nhờ Thật ra vì có súng nên là ai cũng cho đi nhờ thôi Một lúc sau hai người chỉ huy đi ngang qua chiếc xe Joshua bỏ lại Họ đã tìm thấy xác đồng đội Dùng kỹ thuật gì đó để tạm thời khôi phục một phần não của anh ta Rồi đem gắn vào robot Thế là tên đặc vụ kia sống lại được 30 giây Ba chỉ huy muốn khai thác thông tin Nhưng mà cũng chỉ biết là Joshua đang tiến vào thành phố thôi Lúc này thì chiếc xe Joshua đi nhờ đã đến trạm kiểm tra ngoại ô rồi Để tránh gọi sự tra xét của đám cảnh sát Cô bé robot khiến cho toàn bộ thiết bị ở đó mất điện Rồi phóng thẳng qua trạm kiểm soát Ba chỉ huy đang lái xe cảnh sát thì nghe thấy bộ đàm thông báo vụ việc trên Thế là cả hai lập tức quay xe đuổi theo Joshua và cô bé bây giờ đã lọt trong thành phố Anh liên tục thuyết phục cô bé hãy giúp người bạn già này để tìm ra chỗ Maya Nhưng mà cô bé chỉ nghe thấy việc Joshua gọi cô bé là bạn thôi Thế là cô bé thích thú giới thiệu tên mình là Afi Joshua đưa Afi bắt xe đến gặp một người bạn cũ Trên xe cô bé thắc mắc về việc làm con người là như nào Thế, thế chú sinh ra kiểu gì bố mẹ chú đã tạo ra chú thế bố mẹ chú đâu họ tắt nguồn rồi đang ở trên thiên đường thế chú có được gặp lại họ không không người tốt mới được lên thiên đường thế thì chúng ta không thể lên thiên đường được rồi chú không phải người tốt con cháu có phải người đâu Joshua đưa cô bé đến một xưởng chế tạo robot nơi đồng đội cũ của anh Drew đang làm việc tay này đã phản bội lại phương tây để đi theo tiếng gọi của con tim là Ngô Thanh Vân Drew kiểm tra Phi thì cực kỳ ngạc nhiên con bé có công nghệ cực kỳ tiên tiến lại còn có thể tự sinh trưởng được nữa năng lực của cô bé lớn dần theo thời gian rồi một ngày thì phi sẽ thành chúa của tất cả đồ điện tử. Drew giao Afi cho vợ chăm sóc để anh và Joshua được nói chuyện riêng tư. Cụ thể là Joshua yêu cầu Drew giao ra thiết bị theo dõi chiếc nhẫn cưới của anh tặng Maya. Lúc này thì nhà của Ngô Thanh Vân bị tấn công, đám cảnh sát lao vào nhưng mà không phải để bắt Afi mà là để đón cô bé về. Nhưng mà Afi lại không coi bọn này là cùng hội nên là mà kệ. Đúng lúc này Joshua quay về, một mình hạ gục hết tất cả đám cảnh sát trong khi Afi vẫn bình tĩnh xem TV. Joshua nhanh chóng bế con bé rời đi nhưng mà sững lại trước cảnh tượng Drew đau khổ vì người vợ vỡ vụn cặp đôi người máy này thực sự là yêu thương nhau điều này cũng dần làm thay đổi suy nghĩ của Joshua về người máy. Một lúc sau, đám cảnh sát robot ập vào lục soát căn hộ mà nữ chỉ huy và tay đặc nhiệm kia trà trộn vào trong đấy. Hai người dùng đầu vợ của Drew để hack lấy dữ liệu. Lúc này Drew đang đưa Joshua lần theo máy theo dõi để đến vị trí chiếc nhẫn mà tình cờ đấy chính là cái bãi biển ở cuộc tấn công năm năm trước. Afi đột nhiên bảo bạn bè của cô bé đang đến chính là bài đảng của Nemada. Drew cố gọi Joshua về mà liên lạc bị cắt đứt rồi. Afi liền mở cửa chạy theo. Joshua lúc này quay về căn nhà cũ. Hóa ra là Maya đã vứt chiếc nhẫn lại đó. Joshua bất lực quay sang ngào lên hỏi a phi về tin tức của vợ cô bé sợ phát khóc nên là joshua lại phải ôm lấy dỗ dành xin lỗi phía bên ngoài dru cũng đang chạy đến để cảnh báo nhưng mà vừa vào cửa thì bị trúng đạn trong lúc hấp hối dru nói thật cho joshua biết maya chính là nermada thế nên quân đội mới ra lệnh tấn công ngay lúc đấy joshua nhìn ra bên ngoài thấy có người đang đi đến liền bế a phi chạy một mạch ra bờ biển nhưng mà đồng đội cũ của anh trong quân kháng chiến robot đã chờ sẵn ngoài đấy joshua lập tức bị đánh ngất sáng hôm sau anh tỉnh lại trên một con thuyền harun chỉ huy của quân đội robot tra hỏi anh muốn làm gì với a phi thực ra thì là tâm sự hóa ra là chuyện nổ bom ở năm xưa là lỗi do con người chưa chắc là da đen hay da trắng nhưng mà họ đổ lỗi cho ai thế nên là đám robot này phải chiến đấu để giành lại hòa bình lúc này nomad đã lần theo vị trí của joshua để tấn công căn cứ của robot afi tranh thủ hỗn loạn đưa joshua trốn thoát thực ra thì anh này lén bám vào thuyền và đi theo đến một ngôi làng joshua lén chui dưới mấy căn nhà sàn nghe được kế hoạch của đám robot với afi ban đầu thì chúng định đợi cô bé lớn hẳn rồi tắt nomad từ xa nhưng bây giờ thì không còn đủ thời gian nữa chúng định đưa cô bé thẳng lên nomad và tắt nó đồng nghĩa với việc để cho Aphi làm lính cảm tử luôn đây là số phận mà đám robot định ra cho cô bé dù chính chúng cũng không muốn tí nào Joshua đi khắp làng và thấy những điều kỳ lạ một con robot đang tuyên truyền giải phóng chế độ nô lệ robot cho đám trẻ con rồi người với robot chè chén với nhau trên bếp lửa ở đây robot và con người chả khác gì nhau đợi đêm xuống Joshua lén đi đón Afi nhưng mà lúc đấy báo động của cuộc tấn công của Nomad vang lên Joshua lập tức đưa Afi đến thuyền để chạy trốn ngay lúc đó những quả bom khói xuất hiện che phủ cả làng rồi những cỗ xe khổng lồ tràn ra từ rừng nhưng mà bruh xe to đùng như này xuất hiện mà sau lưng mà không ai nhìn thấy gì luôn à. A Phi thấy đồng loại bị tàn sát như thế liền quay về giúp đỡ. Phía bên con người còn có một trò rất là buồn cười là chế ra mấy con robot AI đơn giản là mang bom chạy thẳng vào trong lòng địch rồi phát nổ. Thế sao không dùng pháo luôn đi? Nhưng con robot bị ngáng chân ngã thì không phải công cấp bằng bro. Thế nhưng mà vấn đề đơn giản đấy lại phải để A Phi ra tay, không phải là ra ngáng chân mà là dùng sức mạnh để khuất phục nó. Một tay đặc nhiệm được cử ra để bắt lấy cô bé nhưng mà do xuất hiện lần này thì anh lựa chọn bắn tay đặc nhiệm để bảo vệ A Phi và hành động này đã chiếm được sự tin tưởng của phe robot. Chiến phòng thủ ở làng thất bại, đám robot chạy trốn hết. Tái chỉ Huy dùng tiếng Thái Lan để hỏi một con robot nói tiếng Việt trong làng để tìm ra hướng đi của đám robot. Trong lúc đó ở trên thuyền, Harun nói ra thân thế của Afi cho Joshua. Con bé được tạo ra trước cuộc tấn công vài tuần và được quét hình dạng của bào thai con của Joshua, mà giờ thì Joshua cũng coi Afi như là con thật rồi. Harun đưa anh đến một vùng cao nơi mà đám robot tu hành sống biệt lập với con người, cũng là nơi mà Maya đang ẩn náu. Joshua tưởng người ta gọi nơi này là Diang như Afi nói, nhưng thực ra Diang Dang nghĩa là địa đàng thiên đàng. Đấy. sự thật là sau cuộc tấn công maya đã rơi vào hôn mê không thể tỉnh lại đám robot thì không thể làm hại nemada được thế nên nhiệm vụ của joshua ở nơi này chính là kết liễu vợ mình người mà anh mong mỏi gặp lại từng ngày trong suốt 5 năm số phận nó chớ trêu thế đấy lúc này quân đội loài người lại tiến đến ba chỉ huy đi thẳng vào điện thờ chỗ joshua dùng máy để cướp lại ý thức của nemada và yêu cầu joshua phá hủy a phi lúc này bước vào chấp nhận bị đục một lỗ ở ngực nhưng bắn được viên đạn nổ trúng vào người bà chỉ huy mấy tên đặc nhiệm bu vào nó để gỡ ra thì cũng bị nổ hết một lượt luôn harun thì lại sống với một cái lỗ to đùng Joshua đi lấy thẻ ý thức của Maya rồi đem Afi bỏ chạy cơ mà anh bị đám đặc nhiệm phát hiện ra chúng thuyết phục anh đi cùng tại vì Nomad sắp thả bom rồi Joshua đành phải đồng ý để bảo vệ tính mạng nhưng mà anh với con bé bị cưỡng ép tách ra trong lúc bọn họ bay đi thì quả bom từ Nomad cũng đáp xuống ngôi làng Joshua được mang về căn cứ quân sự tay tướng quân yêu cầu anh tự tay tắt nguồn Afi tại vì con bé sẽ không chống cự lại anh Joshua bước vào trong căn phòng giam Afi vừa khóc vừa hỏi là liệu cháu có được lên thiên đàng với mẹ không Joshua ôm lấy cô bé thì thầm cái gì đấy mà phía bên ngoài không nghe được được tại vì nhiễu sóng bùm a phi đã tắt nguồn Joshua buồn bã bước ra ngoài yêu cầu tên tướng quân hãy đưa anh đi đến chỗ tiêu hủy con bé dọc trên đường đi tướng quân được báo lại điều joshua đã nói trong phòng thí nghiệm đấy là tạm dừng chứ đừng tắt nguồn hóa ra là a phi đã phối hợp diễn một màn cô bé tỉnh dậy vô hiệu hóa chiếc xe rồi cùng joshua trốn ra ngoài hai người cùng chạy đến chỗ chuyến bay đến mặt trăng mục tiêu của họ là tiếp cận domat quân đội đóng trên đó lập tức chuẩn bị tinh thần chiến đấu họ giải tán dân thường rồi xông thẳng vào bên trong joshua thì mặc ngay bộ đồ bảo hộ vũ trụ rồi mở cửa máy bay tạo sự tranh lệch áp suất không khí làm tất cả lính canh bị hút hết ra ngoài Joshua lấy một quả bom định làm nổ Nomad đám tướng thấy thế thì quyết định là toàn lực khai hỏa để Nomad tấn công nhiều thành phố robot nhất trước khi quá muộn trong lúc này Joshua bảo Afi chạy vào tắt Nomad đi còn Joshua sẽ cho nổ phi thuyền nhưng mà một quả bom bé tí như này thì không ăn thua nên là Joshua phải trèo ra ngoài để gắn nó lên một quả tên lửa thì mới đủ phá hủy tất cả được Afi thành công tạm thời tắt được Nomad sau khi nghe được thông tin Joshua đã thành công gắn bom cô bé rời đi thì Nomad lại hoạt động như bình thường trong khi chạy ngược lại thì Afi nhìn thấy một phòng phát triển AI bên trong đó là hàng loạt robot có mặt của Maya Chắc là bọn này muốn lấy ký ức của cô để tạo ra một loạt robot có tri thức của cô Afi cố gắng lôi một con robot đi để dùng thẻ nhớ ký ức Maya truyền cho nó Nhưng mà mãi lại không thấy robot thức dậy Joshua ở bên đằng kia thì đang lâm nguy tại vì bị hết oxy May mà Afi đã thôi cố chấp với mẹ mà quay sang kéo Joshua vào khoang tàu thoát hiểm Họ phải thoát ra sớm trước khi Nomad phát nổ Thế nhưng một cỗ máy xúc tu xuất hiện tấn công Joshua Afi dùng sức mạnh tắt nó đi Cơ mà cửa tàu thoát hiểm đã bị đóng sập lại Quả bom thì đã phát nổ Joshua đành phải cho tàu thoát hiểm đưa Afi rời đi còn anh thì ở lại chờ đợi số phận với con tàu nomad nhưng mà anh không cô đơn robot maya đã sống lại giây phút cuối cùng cuộc đời được dành cho người mình yêu thương nhất thì thôi hối tiếc gì nữa lúc này afi đã đáp an toàn xuống mặt đất con tàu nomad rơi xuống ngay bên cạnh đó xung quanh là các robot đang ôm nhau ăn mừng afi lặng lẽ đứng nhìn quang cảnh hoang tàn cô bé nở một nụ cười đẫm nước mắt họ đã tự do nhưng mà cái giá phải trả thực sự là quá đắt Tốt là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại